em đi điều trị bên chị không? Hay là đi lấy mụn không thôi? Em lấy một kết hợp cả hai. Em thấy cái nào nó hiệu quả chứ, giờ em đi kết hợp cả hai sao em biết được? Ví dụ như giờ em uống thuốc ở nhà nó lại lên nữa thì làm sao mà chị chịu trách nhiệm cho ai em được? Đúng không? Thôi thì em đi bên chị đi, em chỉ sợ có bên chị thôi, và đi theo cái liệu trình chị bên chị hướng dẫn cho em. Chị ưa hỏi. Chị đi chỗ khác làm gì mà nói chuyện như này đúng không? À, nói thôi, gật cái đầu. Giờ nó đậu á, nó gật. Mặt nó hết đau rồi. Nhớ về biểu cũ, mặt nó trong lòng.
đang xây dựng đàn ông. Đừng có nói thứ tuổi thật của em ra người ta bất ngờ hả? Nhìn ai cũng biết là U30 rồi. Cổ nữa.
tháng à, chứ không có được nửa tháng đâu. Chị hay ăn đó mà, bồn nhà bồ chị nó gần đó.